Có chơi ngày mới. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em vui, chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em lang thang phố chợ. Đây là phía sau của một ngôi chợ, khu học chợ đông đúc. Sáng bà con đi chợ, chợ trưa đó. Hôm nay là ngày cuối tháng, cuối cùng của tháng 7, ngày 31 tháng 7 năm 2023. Hôm nay thì có nhiệt độ cao hơn ngày hôm qua một độ C. Hôm nay 36 độ C mọi người. Và đây là khu vực chợ Nam Phố nha mọi người. Câu Nam Phố mua trầu trời dính. Nên mời thầy bà con buôn bán cùng đông đúc là vui thôi, đông khách ăn hệ thang mà về cả nắng. Đặc biệt là mấy gì mà ngồi khu vực ngoài đường ấy, ngoài chợ ấy, và bán hàng rong nắng, càng về trưa thì trời càng nắng. Và hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2023, và nhiệt độ thời tiết ở Huế từ 28 đến 36 độ C. Và bắt đầu chúng cũng là những chuỗi ngày nắng, nắng gắt. Có 5-36 độ, sau ra cùng đỡ hơn có những ngày là 39-40 độ C. Chúng ta đang qua cầu để nhìn bên phải ra đây là công ty thủy sản Huế, và bên trái năm xưa là nhà máy bia đá, và bây giờ thì chuyển về khu công nghiệp Phú Bài rồi. Cũng như trên dòng sông thì bà con cũng có thể thấy cái cồn hến nằm ở giữa hai nhánh sông. Nhìn lên hướng trung tâm và hiện nay là cua của góc sông Hương, một nhánh về góc sông Phù Lợi, nhánh chạy về hướng Bảo Vinh. Cầu trời dính nổi nhịp đôi bờ, bên kia Nam Phố thì bên này Phù Hầu. Nam Phố là Phú Thường đó. Bên này là khu vực phường Phú Hầu đó. Mình như đi thẳng sẽ là chợ Đầu Mối, phường Phú Hầu. Chúng ta để trải lên đây thì sẽ ngang qua chợ Dinh. Vậy hai ngôi chợ trong câu có nói từ xưa đến chư đó là mua câu Nam Phố mua trầu chợ Dinh, thì chỉ có cách nhau bởi đối bờ sông, bởi cái cầu chợ Dinh. Thì chúng ta gặp nhau với hai địa danh nói trên. Đây là cái đoạn đường của Nguyễn Văn Siêu, khá là ngắn, giao nhau với đường Chi Lăng. Đường Chi Lăng là khu học chợ Dinh, sau là dòng sông Hương. Đó cũng là quan cảnh bà con mưu sinh, làm ăn buôn bán, cũng như khách hàng đi
chờ sớm mai chờ dính chờ chờ cầu hai bên đường này lúc nào có mấy gì ngồi bán những cái rổ cá rổ rau. Trong chợ ra ngoài chợ dạ đây tuyến đường Chi Lăng ngày mới đường lên Đông Ba đây mọi người lên Gia Hội đó Chi Lăng thì đặc biệt đến là như là một phố cổ năm xưa là phố Triều Châu người ta sống ở đây quy hóa dạ hôm nay còn lại rất là nhiều công trình cổ xưa người hóa phố cổ Chi Lăng đi ngang đây thì cùng bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những ngôi nhà xưa của bác đó à. Đó, nắng rực rỡ luôn, dạ 36 độ là nóng lắm. Rồi giờ cao điểm có thể là nó nhiệt nó tăng hơn vì nặng nó tiếp xúc với môi trường bê tông đường nhựa nhiệt sẽ tăng như đi ra đường khoảng tầm 3-4 giờ chiều là rất là nóng luôn mọi người và rất là khó chịu vì khi cái giờ cao điểm mây gác nặng thì bắt đầu mới thấm thì khi chiều là bắt đầu nhiệt nó bỏ ra cho đến tối luôn nóng lắm luôn và trời màu trời nắng ráo thì bà con làm nghe hay là những công trình thi công chuyển đổi nhanh hơn dạ cái Huế này nhưng mà còn một đôi tháng nữa mà có mưa thì bà con biết thôi dầm dê đó, nặng thì khắc nghiệt mưa cũng khắc nghiệt à, đây bây giờ là khu vực này từ là thành phường Gia Hội cả thôi từ đây là phường Phú Hiệp phường Phú Cát bây giờ dập lại thành phường Gia Hội xuyên suốt qua bên các tuyến đường bên các khu định cư Phú Hiệp luôn rồi giờ là Gia Hội à, và những cái cửa hàng ăn luôn đông đúc tại đường Chi Lăng đông lắm luôn á dạ à đây khu vực chợ nữa chợ Cồn phường Gia Hội tên mới trên một tuyến đường cách nhau khoảng 300 mét hai khu vực chợ rồi lên một đoạn đi qua cầu Gia Hội thì có chợ Đông Ba đó trên một trục đường qua ngôi chợ lớn đây những ngôi nhà chùa đình năm xưa của người Triều Châu bây giờ vẫn còn ngôi nhà xưa này kiến trúc rương cột keo bằng gỗ đập ngói nhà thấp thấp thôi có những ngôi nhà xưa vẫn còn đó bà con từng dùng làm hàng quảng bán luôn thì là vẫn còn sử dụng tốt nhà kiến trúc xưa thì có thấp một chục thôi nhưng mà mát mọi người đó nhà cửa gỗ mọi thứ đều bằng gỗ chợ
đường Chi Lăng luôn luôn đông đông tấp nập, dạ làm bằng dễ dàng. Đây ngôi nhà giống như cái công trình của ngôi trường học Hai Bà Trưng Quốc học kiến trúc của Pháp đó. Còn gặp chiếu phim Hoàng Mỹ có chủ anh chị lớn tôi chắc nhờ đến tại đường Chi Lăng là có hai cái rạp chiếu phim, dạ Hoàng Mỹ và hình như là cái tên thêm một cái rạp nữa, dạ rạp Tấn Trì đây chứ đấy, dạ ở bên cạnh là những con phố thông nhau Tô Hiền Thanh và Ngự Viên rồi Mạc Đình Chi, rất là nhiều tỉnh phố trên Tây Mạc Lý như rẽ qua mọi người. Dạ, ta đến khu vực giáo hội đây, cầu giáo hội. Đầu đường Chi Lăng hướng từ Đông Ba về. Dạ, thì nhìn hình ảnh ngày mới. Em vui cập nhật cái tình hình để bà con được xem đời sống bà con cũng như thời tiết của Huế ngày hôm nay và 31 tháng 7 năm 2023 thì nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C nha mọi người. Và hy vọng bà con sẽ cần tục được xem và thấy thú vị khi xem video của em vui cập nhật về Huế ngày mới. Và xin thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và lần nữa em xin chúc tất cả bà con mọi người luôn vui khỏe bình an. Yeah. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.